Chào các bạn đến với kênh của Điện Thoại Số nha. Trên tay mình là con Mi 10 Lite Zoom nha các bạn. Con này máy cách xài lớp 7 màn hình nha các bạn. Mở không lên nữa. Hôm nay mình tiến hành thay màn hình của nó nha các bạn. Giờ mình tiến hành tháo máy nha. Cái lưng này mình tháo sẵn rồi nha các bạn.
màn hình xong clip hay màn hình con Xiaomi Mi 10 lite zoom nha các bạn. Các bạn xem thấy hay nhớ like, đăng ký ủng hộ anh mình nha các bạn. Các bạn có nhu cầu sửa chữa điện thoại thì liên hệ số điện thoại mình để link ở dưới phần mô tả nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nha.